Hai, xin chào quý khán giả và quý mạnh thường quân thân mến. Thì hôm nay mình được sự giúp đỡ của gia đình của anh Hải và chị Thuận Anh và bà Phạm Kim Hoàng ở bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho bà cụ Quỳnh Thị Dừa 96 tuổi ở Long Mỹ Dòng Chơm Bến Tre, ấp 2 Mỹ Thạnh Dòng Chơm Bến Tre. Thì hôm nay là bên gia đình của anh Hải ở bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho bà cụ Dừa 96 tuổi. Là chút xíu nữa mình sẽ mời cái nhà đồng hành của mình nha. Thì hôm nay là mình nhờ hai anh ruột của mình, đó là hôm nay là ba anh em mình cùng chung để đem đồ quà đó của quý mạnh thường quân đem vô cho cụ Dừa. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn của gia đình của anh Hải. Thì mình mua là tổng số tiền là 4.200.000, nhưng mà người ta bớt 60.000 thì còn 3.960.000 cả nhà. Nãy mình nhắc bên kia lộn. Mong quý thầy mình quân thông cảm. Đó. Thì quà đây là một chút xíu nữa mình sẽ mời cả nhà. Để gì này nó rất là nhiều cả nhà. Nhiều lắm. Quá trời luôn á. Bây giờ mình mấy anh mình sẽ nơ vào trong nhà. Đây là hai anh ruột của mình, đó, người thứ ba và người thứ tư. Sẽ đi đồng hành cùng mình cùng nẻo đường và lại gia đình mình. Và quý mạnh thường quân đã hỗ trợ. Rồi con chào cô. Chào cô, chào chú. Dạ. Hôm nay con được sự giúp đỡ của gia đình anh Hải với chị anh với bà Kim Hoàng ở bên Mỹ á, có hỗ trợ cho cụ là lương thực thực phẩm hôm nay. Thì nghe con nói là không cụ thích cháu gà mà không một tháng mới ăn được. Tặng cho con gà để nấu cháo ăn. Dạ. Dạ. Và tặng cho anh Sáu, chú Sáu con vịt quay. Dạ cho anh gửi, anh đem gà này em ra anh động ha. Dạ. Ăn gà ăn vịt nó quay anh ăn nha anh. Ăn để coi nó ngon cỡ nào ha. Dạ. Chụp hình hả? Rồi đàng hoàng đi chụp hình. Chưa hả? Rồi. Cười lắm mày. Cười. Cười đó. Đó cười đó. Rồi chụp hình cười nha. Rồi dưới hai ngón tay nha nào mày. Dạ đúng rồi. Hai xin chào. Nói xin chào. Xin chào quý khán giả. Ngoại nói là xin chào quý khán giả. Rồi đi. Nói thì được. Ngoại nói đi rồi trong đó người ta sẽ nghe mình. Xin chào quý khán giả. Xin chào quý khán giả. Dạ. Quý khán giả có thương đã gửi cho quà. Nói không được con. Dạ. Xin chào quý khán giả vậy thôi. Nói không được. Rồi cái tay này xuống đi, xuống nè. Rồi để bình thường. Rồi đừng có chào nữa. Rồi bây giờ mình chụp hình phải không? Mình chụp hình ha. Để con dán lại cho con đẹp quá. Xin chào quý khán giả vậy đơn giản vậy mẹ. Nó đại với học chữ vậy mẹ. Chụp hình không à con. Chụp hình thôi à. Bây giờ là chụp hình thôi. Giờ chụp hình thôi. Tụ đẹp dữ ha. Cắt tạo dáng mình ra đổi kiểu khác ngoài. Đổi kiểu đổi kiểu dán tóc lên nè. Đổi kiểu nha. Con gửi sao mẹ con. Sửa sạn cho mẹ hả? Sửa sạn đi chụp hình nha. Rồi bây giờ tim. Thả tim. Tim tim gì nào ngoài. Đó. Mình mới gió. Mới gió. Rồi để được rồi con. Ngoại phải mi gió rồi còn mọi người mới biết là nè. Rồi. Tay qua đâu. Thôi hả? Không mẹ không ngoại không biết. Rồi bây giờ nè, con được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì hôm nay được gia đình của anh Hải ở bên Mỹ á hỗ trợ là bánh cho ngoại. Bánh này là ăn bánh ăn hàng ngày, bánh mềm đó, rất là ngon. Dạ. Còn cháo á, đây là cháo. Anh Hải ơi, ý ơi anh Sáu ơi. Anh Sáu, anh được sự giúp đỡ của gia đình của anh Hải á, cho tặng anh 4 thùng mì gấu đỏ và cho tặng cho bà cụ là 3 thùng cháo. Chú Sáu, này đi hết chợ Tân Hào quý khán giả ơi, mình đi hết chợ Tân Hào chỉ có hai thùng yến là có hai thùng yến á, là hết nguyên cái chợ mình đi kiếm hết thùng yến là có hai thùng thôi.
bây giờ là quý mạnh thường quân kêu mua 3 thùng thì thôi mình mua thêm thùng thịt bằm nữa. Rất quý rồi. Dạ, tại vì mắc nhất. Dạ, đây là mua cháo cho cụ nha. Rồi mua cho cụ là 2 đôi chiếu, là anh Sa chú Sáu 1 đôi và cụ 1 đôi. Đó, rồi cho đường, nước mắm, dầu ăn, bột giặt rồi nè. À, xà bông. Dạ, cho tặng 2 bao gạo nữa. Dạ. Trời ơi, dữ thật. Tại 2 bao gạo mày nhớ cái gì? Quý Mạnh Thường Quân còn đòi nữa đó, mà con mới nói là thôi để từ từ ngoại ăn hết rồi con phải mua nữa. Đúng không? Dạ, này là Quý Mạnh Thường Quân giúp ngoại, thấy ngoại vậy là ăn cho ngon rồi, tới tuổi bây giờ ngoại chưa có ăn được mấy cái ngon như thế này. Dạ, đúng không? Nghe ngoại nói. Dạ. Ngoại không cho con gì. Dạ thôi được rồi. Được nhiều được. Ờ nuôi nội ngoại. Nuôi ngoại luôn hả? Ừ. Dạ. Này là quý mạnh. À đúng rồi, bây giờ là có để con khui cái bao này ra, đồ quý giá không trong đây. Vàng 24 carat không? Đây, đây là cái nhà. Dạ. Dạ cho cụ là khăn tắm và khăn đổ đầu. Nha. Và chú Sáu, hồi chú Sáu thay cho cụ cái giọng mới. Dạ. Quý Mạnh Thường Quân tặng, đây là dây. Rồi. Dạ. Và tặng cho chú Sáu cái áo khoác nè, để mặc lạnh á. Chú coi mặc vừa không? Đừng có tháo tem ra mặc vừa không, để con có thể là con mặc xong rồi không vừa con đem đánh đổi lại nha. Đây, nhà chú Sáu thử giùm con cái áo khoác thử vừa hay không. Đồ bà ngoại đó hay quá. Đồ của ngoại. Đây là ngoại. Đồ quá trời. Dạ hôm nay là đồ rất là nhiều. Rồi chú Sáu vô, chú Sáu thử cho mấy cái áo này với cái quần này thử coi vừa không chú Sáu, rồi để không biết rồi con ra nữa rồi đường vừa cái nào con ra đổi lại. Đây mấy cái quần mấy cái áo mà chú Sáu vô thử giùm con, đừng có khêu khoe khoác mạc nha. Rồi thử rồi vừa thì quá vai con. Dạ được Quý Mạnh Thường Quân. Đâu rồi cái áo rồi nè ngoại. Ngoại nó lạnh lắm phải không, thì Quý Mạnh Thường Quân gửi cho ngoại áo để ngoại mặc áo ấm á. Đâu áo khóc cho ngoại. Dạ để cho ngoại mặc để đừng bớt ung nữa nha. Ngoại nó nằm ngoại bận áo đồ để đồ đặt nữa ngoại ăn đừng nhớ con mới làm sao. Dạ. Nhớ con điện thoại con. Mà có điện thoại không? Không. Không sao có gì hả? Cả nhà cũng không có gì hết trơn. Đó không nghe nữa. Rồi, ngoài thử mặc áo trời nắng này mặc được không? Được. Đi nói mà nói ngoài bận hết rồi còn. Dạ. Áo này nói còn ngoài còn bận nè. Rồi rồi quay bên đây. Chọt qua đây thử coi. Mình thử nha. Trời ơi, áo đẹp ghê vậy ta. Không biết vừa không à. Không, áo lên. Trời ơi. Đây, đẹp với con gái 18 quá. Vừa ha. Vừa ha. Dạ, rồi. Vừa. Xong. Rồi, ngoại cho con rút này ra. Dạ. Được con ở ngoài nha. Cậu ngoại có nuôi con nổi không? Nổi. Thiệt không? Thiệt. Thiệt luôn phải không? Ừ. Giờ thử tới cái áo này nè. Ba vừa quay lại nè. Bán vừa lại duy sức luôn phải không? Dạ dạ ông đã cho vậy cặp vừa thôi. Ha. Dạ dạ. Bán vừa hàng dạng. Ồ. Dạ đúng rồi, chọt. Dạ, rồi, ngoài chọt tay bên đây. À lâu được rồi. Nào rộng vậy. Ngoài chịu cái áo này nè. Ồ. Kìa, ồ vừa đẹp mà. Được không chứ sao? Dạ. Con vừa con bỏ ngoại con này con một ơi con vừa con là nó thăm ngoại con. Dạ dạ rồi con rảnh con ghé thăm ngoại. Ừ. Cái thằng này nữa cho nó không phụ mà nó không phụ anh con à, nó chở đồ nãy vô cho ngoại đó hai anh em con. Mẹ ơi là mẹ rồi nhớ ra 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 ngoại nha con. Trời ơi vừa chiến luôn quý khán giả ơi. Đây quý khán giả. Trời ơi, ngoại mặc cái áo vô sẵn trưng luôn đẹp à.
được rồi, công nhận quý nhận được. Thẩm miếng mắt cái ghen coi nhà rồi. Đẹp không? Ôi trời ơi, con thịt bò ngoài đây. Anh nhớ không? Nhớ không thì ngoại đừng bỏ ngoại thôi. Dạ dạ. Chữ ngoại có chết thì cũng có hai đứa con thôi. Bà chết là chết đi, đừng có rủ theo được. Để có chồng có con được. Ngoại có chết con dội gì cũng vừa phụ chút sao đó con. Dạ rồi, bây giờ cho con cởi áo ra nha, để nực quá. Bây giờ là con thấy con nực đổ con không hết trơn. Đúng rồi, nhà thấp quá. À chú Sáu ơi. À, cho con hỏi. À, dạ để rồi, cho ngoại ngồi xuống. Cho con hỏi là bây giờ là có quý mạnh thường quân á muốn muốn sửa lại cái máy cho mình đó, dạng như là trời, cái cột mục vậy hả? Ờ, nó mất mất chống nó cày lên để gãi kèo rồi. Dạ. À, bây giờ nó nằm lâu lắm con ơi. Được con tao cũng. Dạ bây giờ là con muốn hỏi là chú Sáu á, mình bây giờ là mình muốn xây cái này là mình hỏi là thợ đây là mình độ chừng bao nhiêu tiền á chú Sáu có thể biết không? Không biết nữa, không biết nó nhiêu, 300 ngàn nhiêu. 300 ngàn một ngày hả? Ngoài mấy trăm hả? Biết trăm, mấy trăm, mấy trăm. Giờ mới đuối tay, trăm hết nổi rồi. Ồ, là cái nhà này đó là ngoài trăm hả? Hồi nào ngoài con trăm, hồi 6-7 tuổi không bằng, chết rồi. Rồi bây giờ là đó là ngoài nhà này là ngoài trăm rồi, tới giờ là ngoài hết trăm rồi, bây giờ là nó mục rồi. Dạ. Chú Sáu cho con hỏi là bây giờ là quý mạnh thường quân á, là cái gia đình của anh Hải á, ở bên Mỹ á, muốn hỗ trợ cho chú Sáu là xây lại cái nhà này nè, cái máy sau này nè. Dạ, bây giờ là quý mạnh thường quân á, giúp á, để mình mướn người á, vô để làm cho ngoại. Là... Dạ, rồi chú Sáu lại dạng như là cho uống nước đồ ăn bánh đồ này kia thôi. Rồi còn bao nhiêu là quý mạnh thường quân người ta sẽ gửi tiền về là sẽ giúp cho ngoại được cái ngôi nhà ở sau này nó được đa khang trang hơn chút xíu nữa. Là ngoại đồng ý không vậy? Đồng con. Dạ. Đồng con. À, giờ là bây giờ chú Sáu hỏi thử coi ở đây là người ta tổng hết là bao nhiêu tiền ha. Rồi tiền cây, tiền này, tiền kia hết là mình đo thử coi. Hỏi thầu coi là cái người mà chịu đứng ra xây á, là mình hỏi là tầm bao nhiêu tiền để báo con biết. Rồi con mới báo về bên bển. Dạ được không chú Sáu? Được. Dạ. Ốc sao giờ? Để hỏi anh Tư, anh chạy qua, bây giờ anh cất nhà bển, anh biết liền. Dạ. Dạ. Thì thôi bây giờ là nữa con kêu nhờ anh con chạy ra cho vô hỏi thử coi chú Sáu coi, chú Sáu đi hỏi thử coi là mình xây cái này thì tầm là bao nhiêu nha chú Sáu ha, rồi báo cho con biết rồi con báo về bển ha. Dạ được không chú Sáu? Được. Dạ. Đó, nói con đừng buồn á. Dạ. Ăn thua thì con bài mình giữ giùm cho anh Sáu con không biết nữa. Dạ ăn thua nhưng mà con phải hỏi ý kiến của ngoại và chú Sáu có đồng ý hay không? Đồng ý con đồng ý rồi. Còn ngoại đồng ý rồi con. Không có bú sữa mẹ. Đây đây ngồi chút bò, bún lần hộp. Ngồi xuống con. Dạ bây giờ là ngoại được gia đình của anh Hải bên Mỹ hỗ trợ là 3 bộ đồ. Là 2 cái áo phát. Đây. Dạ bây giờ là nhưng mà con có nói là con phải hỏi ý kiến ngoại và ý kiến của chú Sáu là có đồng ý cho con sửa sang cái này hay không. Nếu đồng ý thì con nhờ chú Sáu là hỏi mấy người ở đây dạng như là chú Sáu quen biết. Không có quý ơi, anh Ba mới được kêu anh Ba được chứ chú Sáu. Rồi bây giờ là dạng như là chú Sáu là đi nuôi thôi. Bây giờ là ngoại chú Sáu đồng ý sửa lại cái nhà đúng không? Thì nếu mà sửa cái nhà thì mình sẽ nhờ anh mình sẽ nhờ ở sớm này chắc có chú Sáu chắc biết ai xây đúng không? Mà nhờ anh mình lại nói chuyện rồi là hỏi tổng hết là cái này bao nhiêu tiền để xây cho ngoài cái ngôi nhà, lợp cho ngoài cái ngôi nhà ha. Con xây thì bà con ở ngoài mới trả con. Tiền đó là quý mạnh thường quân người ta sẽ gửi về giúp ngoại chứ không phải là ngoại có tiền mà trả. Vậy hả? Dạ. Ăn nhờ con giúp đỡ. Để chắc ăn dương gái mà cháu ngoại gái rồi. Dạ dương cháu ngoại ngoái gái hả? Đâu có nhà thành quân ăn cô mà giờ không có tiền. Gái ở ngoại. Dạ con giúp. Dạ đây. Dạ. Rồi đây bộ đồ á chú Sáu. Con cháu rồi nè. Dạ. Chú Sáu ơi cho tặng cho mỗi người chú Sáu cái gối và bà cái gối ha và mỗi người một cái mùng. Đó bây giờ là thay đồ mới hết giùm con nha. Rồi, dạ. Dạ rồi có hai đừng để vô chỗ không có dọn quá chứ nhà hôm qua dọn dữ lắm.
kiếm cái nào để đừng có giọt á, chứ hôm qua thấy giọt không à, chỗ nào cũng giọt á. Đây cho, tặng cho mỗi người một cái mền nữa. Dạ. Rồi cho hai cái mền luôn. Dạ, rồi. Dạ, nó tóm lại là phải có người lanh lợi ha. Dạ, vậy là ngoại có thể sao ngoại không đứng ra ngoài đây ngoài điều khiển luôn ngoại. Trời ơi, ngoại phải xin đó. Ngoại có ngồi ngoại ăn ngoại lết không mà con. Bây giờ mẹ nói cứ nói vậy nè, hai cháu suy nghĩ thời khang. Nội nói chuyện hai con đây. Mới chiều nội chết rồi con hai con chưa thấy mặt lại tới thấy mặt bà ngoại chứ bà ngoại đâu thấy mặt cô phải vậy không con. Dạ nếu có duyên thì mình sẽ gặp, nhờ con có duyên con mới gặp được ngoại hôm qua tới nay. Ừ. Quý mạnh thường quân biết bao nhiêu người đã yêu mến ngoại đến cho ngoại những phần quà này kia, trời ơi tao nói hạnh phúc biết là bao, đúng không ngoại? Là hạnh phúc không? Dạ.
Thank you.